Chào các bạn, đây là cái hình ảnh cửa hàng nhà mình đây. Đấy. Đây là cái trục đường đi đây. Trời đang vào tiết xuân, đang mưa xuân. Đấy, địa chỉ số điện thoại đây. Đấy, tàu xe tấp nập luôn. Đấy, các dịch vụ nhà mình nhận đây. Đấy. Đấy, các dịch vụ nhà mình đây. Nhận hồ sơ lái xe này, bảo hiểm mô tô xe máy này. Đấy, photo Evlatic văn phòng phẩm này, xe hoa xe du lịch này. Đó, và đây là cửa hàng nhà mình đây. Đấy, đại lý Hương Giang. Bình thường thì mình chuyên chia sẻ về xây dựng, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ chia sẻ thêm về cửa hàng đại lý nhà mình. Đấy. Các bạn xem và có nhu cầu về cái dòng sản phẩm nào thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo 0941063288 hoặc 0936863268. Đấy, các dòng sản phẩm của nhà mình đây, đầy đủ mẫu mã chủng loại đa dạng. Đấy, mình lướt qua một vòng cho các bạn xem. Đấy, các bạn có nhu cầu tư vấn về cái dòng máy photo và máy Evlatic thì cũng có thể liên hệ với mình. Đấy, các bạn nào có nhu cầu về đồ ăn vặt, các dòng sản phẩm về đồ ăn vặt thì cũng có thể liên hệ. Đó. Đây. Bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá, đồ hóa mỹ phẩm. Đấy, ngập tràn luôn. Đồ ăn vặt, các loại đồ ăn vặt này, hướng dương ngọt, hướng dương mặn này, ngô non này, cơm cháy này, bánh quế này. Đấy. Đấy, các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình. Đấy. Rất là nhiều dòng sản phẩm luôn, hóa mỹ phẩm này. Đấy. Cửa hàng nhà mình tương đối là rộng. Đây, các bạn có nhu cầu về dòng máy photo và máy Evlatic thì cũng có thể liên hệ. Đó, dao kéo, dầu gội đầu. Đây, các bạn quan sát. Đấy, hướng nhìn từ trong ra đây. Đấy, mọi nhu cầu về các cái dòng sản phẩm liên quan đến đồ tiêu dùng hàng ngày thì các bạn có thể liên hệ. Đấy, đây là bên hàng mỹ phẩm này, hàng mỹ phẩm này. Đấy, rất là nhiều luôn, hàng tiêu dùng này. Đấy, bánh kẹo này, dầu ăn này. Đấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến kênh Huấn Vina và ủng hộ kênh suốt thời gian qua. Đấy, bây giờ kênh sẽ giới thiệu đến cửa hàng nhà mình và các cái dòng sản phẩm của nhà bán. Đấy, thì mình đã bán hàng này được một chục năm rồi, cho nên là hàng hóa và mẫu mã thì mình nắm rất là rõ, chủng loại mẫu mã, hàng nào là hàng chất lượng để phục vụ cho quý cô bác anh chị và các bạn. Đấy, cho nên là các bạn có nhu cầu về cái dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ qua các số điện thoại ở trên màn hình hoặc là dưới phần mô tả. Đấy, hoặc là số điện thoại mình sẽ đọc trực tiếp, Zalo 0941063288. Đấy là số của bà chủ, tức là vợ mình. Đấy. Thì các bạn cứ điện để nhận được tư vấn. Đấy, các bạn có ý định mở cửa hàng tạp hóa, rồi muốn biết được các cái mặt hàng nào là bán được, các mặt hàng nào nên lấy và lấy những dòng sản phẩm nào thì cứ liên hệ, thì nhà mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.